Ok. Này, các con, các con đi đâu thế? Đặt giày vào đúng chỗ nào. Ôi không. Ok. Làm sạch chúng nào. Ok. Một giây thôi. Các con, lau bàn đi các con. Nhà chúng ta sẽ sạch sẽ. Ok mẹ. Dọn phòng đi nào các con. Nên giữ nhà của chúng ta sạch sẽ. Ok mẹ. Bây giờ nhà của chúng ta đã sạch rồi.